cho mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người câu chuyện của chính bản thân mình. Mình năm nay 25 tuổi và mình kết hôn từ năm mình 21 tuổi. Ông xã của mình hơn mình tận 16 tuổi cơ. Thế nên là khi mà mình lấy chồng thì có nhiều người nói ra nói vào lắm. Nhưng mà thật sự là bản thân mình không quan tâm. Vì cái chính là mình cảm thấy hạnh phúc này. Cảm thấy anh rất là chín chắn, rất là yêu thương và chiều chuộng mình. Cho đến lấy chồng được 2 năm thì mình có em bé. Gia đình mình rất là hạnh phúc cho đến khi mà cách đây 6 tháng thì mình có để ý và nhận ra được là ông xã mình có những cái biểu hiện thay đổi rõ rệt. Từ cuộc sống sinh hoạt cho đến cả sinh hoạt vợ chồng nữa. Anh hay cáu gắt với mình, thường xuyên là không ăn cơm nhà và luôn tìm lý do để xa lánh vợ. Cái điều mà trước đây không hề có. Thì khi mà những lúc mà anh ở nhà ấy thì mình có chịu khó để ý ăn mặc đẹp cho anh để ý. Nhưng mà anh thì thường hay lấy lý do từ chối, như là hôm nay anh đi làm về mệt này, rồi là anh sang chơi với con, hôm nào cố lắm thì mình chưa cảm thấy gì, chồng mình đã lăn quay ra ngủ mất rồi. Cái cảm giác nó hụt hẫng và nó kiểu khó chịu, nó bí bách. Nhiều lúc mình còn nghĩ là hay là ông có bồ hay là chán mình rồi. Nhiều cái suy nghĩ trong đầu, như đàn bà mà nhiều hay suy nghĩ linh tinh. Thế là mới theo dõi điều tra mà thật sự không có gì. Thế lúc đấy mới bắt đầu lo lắng hay là chồng mình làm sao. Thì cái lúc bế tắc như thế mình mới tâm sự với cả chị đồng nghiệp. Thì chị đồng nghiệp mới bảo là hay là thôi đi tìm chuyên gia, bác sĩ người ta tư vấn cho. Người ta có chuyên môn, người ta sẽ hiểu được là vì sao. Thế cuối cùng mình quyết định mình đi tìm chuyên gia. Thì thật may là mình được chuyên gia tư vấn rất là nhiệt tình, giải thích được lý do vì sao mà chồng mình tự nhiên lại như thế. Rồi sau đó cái tốt nhất mà chuyên gia đem lại cho vợ chồng mình đó là giới thiệu cho vợ chồng mình sử dụng cái sản phẩm mà đúng như là cái mong đợi, đó là sản phẩm 20 Power. Các bạn biết không, cái sản phẩm 20 Power này khi mà mình được chuyên gia tư vấn ý, thì mình cũng thấy cũng hoài nghi, nhưng mà sau đấy khi mà mình về, mình quyết định về, mình trao đổi thẳng với cả chồng mình và có mong muốn là anh sẽ sử dụng sản phẩm để cải thiện sức khỏe. Thì thật may là chồng mình đồng ý, vì chồng mình hiểu rõ được cái tâm lý và cũng có mong muốn là cải thiện. Thế là hai vợ chồng động viên nhau cố gắng sử dụng sản phẩm này, vừa sử dụng sản phẩm bao ơ theo nhà chuyên gia nói, vừa ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giấc. Cho đến bây giờ thật sự cuộc sống của vợ chồng mình đã cải thiện trông thấy, coi như là gần như kiểu là hạnh phúc như lúc mới cưới ấy. Mình thì cảm thấy rất viên mãn, chồng mình thì khỏe mạnh hơn, yêu thương vợ con hơn. Không những anh ăn ngon mà mình cảm để ý là anh ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu giấc, và mình cảm thấy rất hạnh phúc và viên mãn. Cảm ơn chuyên gia rất là nhiều và cảm ơn 20 Power rất cực kỳ nhiều đã khiến vợ chồng mình tìm lại được hạnh phúc viên mãn như ngày đầu tiên. Xin cảm ơn.